Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện có tên Kiếp sau chúng ta sẽ lại là phu thê của tác giả Tuệ Nghi. Đêm tân hôn, chàng nói tóc của nàng, từ giờ chàng sẽ thay nàng trải vì hai người là vợ chồng kết tóc xe tơ. Nàng cười hiền đồng ý. Chàng một lòng phấn đấu vì sự nghiệp, vì lợi ích quốc gia, lập nhiều công lớn, được vua ban cho quyền cao chức trọng. Nàng luôn một lòng một dạ bên chàng, chăm sóc chàng từng ly từng tí. Nhưng bên vua như bên hổ, hoàng đế nghi ngờ chàng bội phản. Để bảo vệ nàng, lần đầu tiên trong đời chàng gạt nàng. Chàng nói, ta muốn tử hôn. Nàng cười, đáp, chàng không tin thiếp. Chàng nghiến răng nghiến lợi, chứng cứ rõ ràng, còn gì giải thích. Nàng lại cười, hỏi, vậy chàng hãy đáp ứng cho thiếp một nguyện vọng cuối này nhé. Chàng im lặng. Nàng cầm chiếc lược gỗ đưa cho chàng, chải tóc cho thiếp. Đã quá nửa đêm, chàng giục nàng đi ngay, nàng không chịu. Chàng đành cầm lược, chải từng chút, tình yêu đong đầy trong từng nhát chải. Mới chải xong một bên tóc, quan binh phá cửa ập vào. Chàng đau lòng, vuốt tay lên má nàng, bảo nàng đi ngay thì không chịu. Nàng cười, chàng nghĩ là thiếp không biết chàng đang nghĩ gì sao, chàng phải nhớ chúng ta là phu thê, thiếp quyết không bỏ rơi chàng mà sống đơn độc một mình. Chàng cười, mái tóc này ta không kịp trả hết cho nàng rồi, tâm nguyện cuối cùng mà cũng không thể giúp nàng hoàn thành. Nàng chỉ cười, vậy kiếp sau chàng lại giúp thiếp trải nốt để hoàn thành tâm nguyện này nhé. Kiếp sau chúng ta sẽ lại kết nghĩa phu thê. Màu đỏ của máu nhuộm kín gian phòng, bàn tay mạnh mẽ của chàng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng. Kiếp sau mong hạnh phúc của chàng và nàng sẽ dài lâu. Duyên do trời định, số kiếp an bài, luân hồi nhân quả, vòng xoay luân hồi tiếp tục dịch chuyển. Liệu kiếp này chàng và nàng có thể kết nghĩa phu thê? 1110 năm sau, nàng vừa tròn 16 tuổi, là bang chủ của Phi Thiên Ba Hội, một bang phái chuyên cướp của người giàu chia cho dân nghèo. Đối tượng mà bang phái thường cướp bóc là những tên tham quan, những kẻ thương buôn có tiếng hám lợi chèn ép bách tính. Họ rất được lòng bách tính. Nàng xinh đẹp, văn võ song toàn, mưu trí hơn người, quyết đoán quả cảm. Nếu nàng mà sinh ra là phận nam nhi thì nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn hơn. Chàng 22 tuổi, là hoàng tử út vốn rất được vua cha cưng chiều. Chàng văn thao, võ lược, có tài trị quốc, khôi ngô tuấn tú. Chàng là một trong tứ đại công tử của trong triều đại này. Nhiều người yêu thương, ngưỡng mộ thì cũng có lắm kẻ đố kỵ, ghen ghét. Trong một buổi đi săn do hoàng gia tổ chức, chàng bị mưu sát. Chàng chiến đấu kiên cường, nhưng một phút bất cần đã sai chân ngã xuống vực sâu ngàn trượng. Ngày hôm đó nàng có việc ngang qua chân vực sâu, nàng cứu chàng, đưa chàng về doanh trại của bang phái. Chàng bị thương rất nặng, mới 1 tháng cứu chữa chàng mới hồi tỉnh lại. Nhưng chàng bị mất trí, chàng không biết mình là ai, đến từ đâu, tên gì. Chàng ở lại doanh trại. Vốn bản tính thông minh nên dù bị mất trí thì chàng vẫn giúp cho nàng và bang hội rất nhiều, đưa ra những kế rất có ích cho việc phát triển của Phi Thiên. Ngày tháng trôi qua, 1 năm, 2 năm, chàng và nàng nảy sinh tình cảm. Dưới sự chúc phúc của bạn bè và bang hội, hai người kết nghĩa phu thê. Sau đêm tân hôn, khi cả bang hội còn đang ngập chìm trong không khí hoan hỉ bởi bang chủ kết hôn, quan quân ập tới đón chàng đi vì hoàng tử của họ về cung. Chống cự vô ích. Trước khi rời đi, tên tướng quân dẫn đầu đám quan quân nhìn nàng với một ánh mắt kỳ quái, có sự kinh ngạc lại thêm chút sợ hãi. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nàng không kịp trở tay, chàng võ công chưa kịp hồi phục, chống trả không nổi. Lệ lăn trên má nàng, nhòe nơi khóe mắt chàng. Vừa hợp đã tan, là số phận của chàng và nàng sao? Trên đường đi nhiều lần chàng tìm cách bỏ trốn nhưng không thành. Hồi cung, chàng được hộ tống về đến hoàng cung. Gặp lại vua cha, chàng không nhận ra bất kỳ ai. Chàng nhớ nàng, đau đến quặn lòng. Vua cha ra hoảng lệnh triệu hồi thần y chữa bệnh cho hoàng tử út. Hơn 1 năm sau, chàng hồi phục trí nhớ trước đây. Nhưng ký ức về nàng, về những ngày tháng ở Phi Thiên đã bị vua cha ra lệnh cho thần y phong ấn. Điều này chỉ có hoàng đế cùng thần y biết. Chàng quên nàng. Sau đó không lâu, chàng được vua cha phong làm thái tử. Thái tử Phi là công chúa độc nhất của nước láng giềng. Chàng là tân lang, nhưng tân nương là người khác. Đoàn rước dâu dạo qua một vòng trong con đường lớn, tấp nập nhất kinh thành. Nàng đứng nơi lầu cao, ánh mắt hướng về chàng. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, chàng nhìn nàng như nhìn một người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời chàng. Nàng ngỡ chàng đã đổi thay. Nàng đau, đau như hàng vạn mũi dao khoét sâu nơi trái tim nàng. Chàng quên nàng rồi, chàng quên cả cốt nhục của chàng rồi. Vâng, nàng đã hạ sinh cho chàng một cặp long phụng, một gái một trai. Nàng quay lưng bỏ chạy, tìm đến nơi vực sâu ngàn trượng, nơi mà chàng và nàng ngày đầu gặp gỡ. Nàng khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nàng phung kiếm lên. Nàng phung kiếm lên, kiếm hạ, tóc rơi, tóc thề chạm đất, tình nghĩa phù thề đứt đoạn. Từ giờ ta sống vì hai con, vì Phi Thiên và vì báo thù. Thế cũng tốt. Nuôi nước mắt vào trong, nàng trở về nhà, về với con. Chàng đi bên Tân Hương, nhưng trong đầu thì vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt của người thiếu phụ đứng trên lầu cao ấy. Ánh mắt thê lương, ánh mắt của sự nhung nhớ. Tại sao tim chàng khi nhìn thấy ánh mắt ấy lại đau đến vậy? Chàng không tìm được câu trả lời, bởi chàng và nàng là hai kẻ xa lạ. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Ngày hôm nay, Hoàng cung khai yến mừng xuân mới, mừng cho quốc thái dân an, mừng cho thái tử sắp được kế nghiệp vua cha. Yến tiệc khai màn bởi một điệu múa đẹp mắt của người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp trốn kinh thành. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng được che lại bởi một tấm mạng cùng màu váy áo, chỉ để lộ đôi mắt to tròn sắc sảo. Chàng nhận ra ánh mắt ấy, ánh mắt nàng thiếu phụ đứng trên lầu cao nam ấy. Hoàng đế rất thích điệu múa của nàng, và thích hơn cả chính là thân hình quyến rũ của nàng. Hoàng đế ra lệnh cho nàng lại gần bên mình, đòi nàng tiếp rượu, uống rượu cùng mình. Nàng ngoan ngoãn làm theo như một chú mèo hiền lành. Chàng nhìn cảnh đó, không hiểu sao trong lòng khó chịu đến thế. Rượu ngà say, bỗng hoàng đế gục ngã xuống bàn tiệc, máu phun ra từ cổ, chảy ướt cả tấm thảm. Nàng cầm con dao sắc lạnh đứng đó, nhìn chàng. Chàng không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Quan quân phải bắt nàng, thủ giết cha đầu thể đội trời chung. Nàng giết phụ hoàng của chàng, nhưng cha chàng giết cả gia tộc của nàng thì sao? Oan nghiệt! Chàng rút kiếm ra tiến về phía nàng. Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt vô cảm. Họ là kẻ thù không đội trời chung. Ngày hôm nay, chủ định một trong hai người họ sẽ phải chết. Ngang sức, ngang tàng. Cuối cùng một phút vô tình cũng có thể là cố ý để kiếm rời khỏi bàn tay nàng. Kiếm của chàng xuyên thấu tim nàng. Mẫu thân, bang chủ! Từ phía ngoài cung điện, hai bóng người chạy như bay về phía họ, theo sau là đoàn quân mặc võ phục của Phi Thiên Ba Hội. Giây phút kiếm đâm phập vào thân thể nàng, phong ấn bị phá vỡ. Chàng nhớ ra tất cả, nhớ ra mọi thứ, nhớ ra thê tử, nhớ về những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng giờ đây chẳng phải làm sao? Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn? Chưa chàng nhớ ra khi nãy có ai đó gọi nàng là mẫu thân. Mẫu thân, hai đứa trẻ giống hệt chàng khi nhỏ. Chàng sớm đã được làm phụ thân. Tại sao số phận trêu ngươi, giây phút tương phùng lại đẫm máu đến vậy? Nàng sắp không trụ được nữa rồi. Nắm lấy tay chàng. Chàng có từng yêu thiếp không? Nước mắt rơi như mưa. Thê tử, là ta có lỗi với nàng. Không, là số kiếp, số của thiếp. Không, là tại ta. Gánh trên người, hận nước thù nhà, thiếp không thể không báo. Nợ máu, trả máu. Hãy để thiếp trả nợ máu này cho chàng. Các con thiếp giao lại cho chàng. Chàng hãy thay thiếp dạy dỗ các con nên người. Hãy hứa với thiếp, chàng đừng làm thiếp đau thêm lần nữa, nghe không? Ta hứa. Chàng vốn muốn tự kết thúc mạng sống của mình để cùng nàng về nơi vĩnh hằng, nhưng có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa chàng mới có thể đi tìm nàng rồi. Nàng ôm hai con vào lòng, dặn dò, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Nàng rời khỏi chốn phong trần đầy thị phi này. Kiếp này, đời nàng là chuỗi ngày dài đau khổ, từ nhỏ đã gánh trên vai gánh nặng phù thù. Giờ đây, nàng đã được giải thoát. Chàng ôm xác nàng, dẫn theo hai con rời khỏi hoàng cung, bỏ lại sau lưng mọi thứ. Từ giờ phút này, chàng vì hai con mà sống. Ngày hai con trưởng thành cũng là ngày chàng đi tìm nàng ở một thế giới khác. Hỏi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa thể nguyện sống chết. Hỏi thế gian tình ái là chi? Vũ trụ xoay vòng, vạn năm qua đi trong chớp mắt. Liệu chàng có thể tìm được nàng giữa mênh mông biển người này không? Sợi dây tơ hồng của ông Tơ Bà Nguyệt đã xe cho chàng và nàng chưa dứt. Thế nên thành phố X, thế kỷ 21. Hắn yêu cô cũng rất thích hắn. Một ngày kia hắn tỏ tình với cô đồng ý. Tình yêu của họ cũng như tất cả các cặp đôi khác với bao cung bậc cảm xúc, có giận hờn, ghen tuông, ngọt ngào, hạnh phúc. Khi lần đầu tiên hắn đặt nụ hôn lên môi cô hỏi hắn, anh sẽ yêu em bao lâu? Hắn cười hiền, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô. Em muốn bao lâu? Cô ngây thơ trả lời, cả kiếp này, kiếp sau nữa, không cho phép anh yêu bất kỳ cô gái nào khác ngoài em, rõ chưa? Hắn cười vui vẻ, được, anh cả đời này sẽ chỉ yêu một mình em thôi, cô bé ngốc ạ. Là anh hứa đó nhá, nếu một ngày nào đó mà anh phản bội em thì em sẽ làm thịt anh. Hắn không đắn đo mà gật đầu đồng ý. Nếu anh mà phản bội em thì em hãy làm thịt anh đi. Tình yêu của họ đã kéo dài 5 năm. Họ yêu nhau sâu đậm, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tưởng như hạnh phúc cứ giản đơn vậy thôi, rồi họ sẽ kết hôn, sinh con, nuôi con trưởng thành, già đi, sẽ nắm tay nhau đi hết đường đời này. Thế nhưng số phận trêu người, là lòng người đổi thay hay duyên phận đã định. Cô phát hiện ra anh ngày càng ít nói chuyện với cô, lạnh nhạt với cô, không còn yêu chiều cô như trước nữa. Phát ra ra có chuyện gì đó, cô hỏi hắn chỉ lặng im. Thế rồi một ngày nọ, cô bắt gặp hắn đi cùng và có hành động thân mật với một cô gái rất xinh đẹp, quyến rũ. Cô vẫn tự lừa mình, lừa người mà đến trước mặt họ, làm như vô tình gặp. Cô hỏi anh yêu, anh có hẹn với bạn à? Nhưng đáp lại cô là lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn của hắn. Đúng vậy, và cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Xe đánh ngang tai. Cô thấy đất trời như quay cuồng. Cô đứng đó, không dám nhìn vào mắt hắn. Cô sợ cô sẽ không ngăn được những giọt lệ của mình. Cô không muốn mình quá yếu đuối trước mặt hai người họ. Cô vẫn không tin hắn bội phản. Nhưng hắn còn như thấy cô chưa đủ đau, bổ thêm một nhát dao. Cô cứ ở nhà nốt đêm nay đi, mai hãy chuyển đồ ra khỏi đó. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Rồi hắn quay sang phía vợ sắp cưới, ôm eo cô ta và nhẹ nhàng. Bảo bối, chúng ta đi chọn nhẫn cưới nhé. Nói rồi định đi trước. Cô cất tiếng, xin đợi một chút. Nói với cô gái đi cùng hắn, xin lỗi, có thể cho tôi nói chuyện chút với anh ấy không? Cô gái gật đầu, được. Cô tiến đến gần hắn, hắn vẫn đứng quay lưng về phía cô, cả hai đều im lặng. Cô phá vỡ sự im lặng. Tại sao? Hắn lạnh lùng trả lời, chỉ là hết yêu rồi thôi. Nói rồi bỏ đi, không để cô nói thêm lời nào nữa. Nước mắt không ngừng rơi. Một thời gian sau cô gặp lại hắn trong bệnh viện. Hai người đều rất ốm yếu. Cô là vì quá đau buồn mà tự hành hạ bản thân. Còn hắn, cô vẫn còn rất yêu hắn, rất quan tâm hắn. Cô đi theo hắn. Cô nghe bác sĩ nói chuyện với hắn và người vợ sắp cưới. Tim của cậu ấy đã quá yếu rồi, nếu không tìm được người hiến tặng thì chúng tôi cũng hết cách. Cô bàng hoàng, không tin những gì mình vừa nghe được. Nước mắt một lần nữa vì hắn mà lan dài, khóc như muốn xé ruột xé gan. Cô ngồi một mình lặng lẽ trong phòng bệnh, ngồi mãi. Cô đứng bật dậy, đi tìm giấy bút hì hoáy viết thứ gì đó. Viết xong rồi, nụ cười lại nở trên môi. Cầm lấy điện thoại, ấn số của hắn. Đầu dây bên kia, một người phụ nữ nghe máy. Alo, tôi muốn gặp anh ấy một lần cuối cùng. Xin cô hãy cho tôi gặp anh ấy, có được không? Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc. Ok, cô ở đâu? Tôi sẽ bảo với anh ấy. Ở nơi tôi và anh ấy lần đầu tiên hẹn hò. Cô nói vậy anh ấy sẽ hiểu. Cảm ơn cô nhiều lắm. Hắn đến nơi mà hắn và cô lần đầu hẹn hò. Một quán cà phê độc đáo. Gọi một cốc cà phê, hắn ngồi đợi cô. Đợi mãi. 15 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng. Cô không đến, hắn thất vọng ra về. Cô đứng sau một gốc cây, nhìn theo bóng lưng hắn, lệ nhòe mi. Cô bắt bản thân phải mạnh mẽ buông tay. Phải ngày sau, hắn được làm phẫu thuật cấy ghép tim. Hắn tự hứa với lòng mình, việc đầu tiên làm khi tỉnh lại là đi tìm cô và giải thích mọi chuyện. Ca phẫu thuật rất thành công, hắn tỉnh lại, khỏe mạnh. Cầm điện thoại gọi cho cô. Không ai bắt máy, chỉ có tiếng tút tút. Hắn buồn bã nghĩ rằng cô đã hận hắn rất nhiều nên không nghe điện thoại. Hắn cũng không biết phải đi đâu tìm cô. Đến giờ thăm bệnh, vị bác sĩ trực tiếp điều trị của hắn vui vẻ nói, số cậu quá là may mắn, Ngày hôm trước có một cô gái đã đến bệnh viện nguyện hiến nội tạng cứu người, duy trái tim thì chỉ đích danh là muốn hiến tặng cho cậu. Cô ấy hình như biết trước mình sẽ chết hay sao ấy nên còn viết sẵn một bản xin nguyện. Hắn tò mò, cô ấy vì sao mà chết? Tai nạn giao thông, nghe nhân chính kể lại là do cô ấy tự lao vào đầu xe ô tô. Đáng tiếc, một cô gái còn trẻ và xinh đẹp như vậy. Hắn rất muốn đến gặp ân nhân của mình. Bác sĩ do dự chút rồi đồng ý dẫn hắn đến nhà xác. Là tấm khăn trắng trùm xác ra, hắn và người vợ sắp cưới đều hóa đá. Hắn như điên dại ôm chặt cái xác vô hồn của cô mà gào, khóc gọi tên cô. Sao lại thế? Sao em lại làm thế? Em hãy tỉnh dậy, hãy dậy nhìn anh này. Anh vẫn luôn ở đây bên em. Hãy dậy mắng chửi anh đi, anh xin em đấy. Tất cả là tại anh, tại anh. Hắn vật vã gào khóc, muốn lao đầu vào tường định tự tử. Người phụ nữ đi cạnh bên hắn, kịp thời lôi hắn lại, tát một cái như trời giáng vào mặt hắn. Anh hai, anh hãy tỉnh lại đi. Cô ấy làm vậy là vì anh. Cô ấy dùng cả mạng sống để đánh đổi sự sống cho anh. Cô ấy muốn anh sống tốt hơn, giờ anh hủy hoại mạng sống của mình. Anh làm vậy, cô ấy biết được thì sẽ đau đến mức nào. Hắn bình tĩnh hơn chút, hắn ngắm nhìn cô, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn như đang nở nụ cười, giống như cô chỉ đang ngủ một giấc dài mà thôi. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô thì phát hiện cô đang nắm chặt một tờ giấy. Đó là bức thư cô viết cho hắn. Anh yêu, xin anh đừng trách em, được không? Em thật sự rất yêu anh. Ngày hôm đó em hẹn anh ở nơi mình lần đầu hẹn gặp. Em đã đến đấy, nhưng chỉ đứng từ xa nhìn anh. Em muốn khắc sâu hình bóng anh vào trong tim em, vì em muốn kiếp sau nữa, hai chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau. Kiếp này tuy rằng em không thực hiện như lời hứa, nhưng em cũng không oán trách gì anh hết đâu, vì em yêu anh. Dù anh không còn yêu em nữa, nhưng trái tim em sẽ mãi nằm trong lồng ngực anh, chiếm giữ vị trí duy nhất đấy. Anh nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé, hạnh phúc thay cả phần của em nữa. Anh à, nếu có kiếp sau thì anh đừng bỏ rơi em nữa nhé, được không? Tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc, I love you. Hắn gào lên đau đớn. Không, không có em bên cạnh thì anh sao hạnh phúc được, em tỉnh dậy đi, được không? Em tỉnh lại đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Là anh đã sai, anh đã lừa dối em, anh chưa bao giờ hết yêu em cả, chưa bao giờ. Hắn không biết rằng có một linh hồn xinh đẹp tựa thiên thần đang đứng trên cao nhìn hắn, nước mắt tuôn rơi. Thì ra anh chưa từng bội phản em. Linh hồn cô muốn ôm lấy hắn, muốn an ủi hắn, nhưng âm dương cách biệt. Trời lất phất mưa, hắn khóc, linh hồn cô khóc, ông trời cũng khóc. Tình yêu của họ một lần nữa cảm động thấu trời xanh. Nguyện cho kiếp sau họ sẽ một lần nữa gặp lại nhau và sống thật hạnh phúc bên nhau. Gặp gỡ là duyên, bên nhau là phận. Duyên phận hai người còn chưa dứt. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện tình yêu đầy nước mắt của chàng và nàng, Ngọc Hoàng hỏi Diêm Vương, ta an bài vậy có phải quá tàn nhẫn với hai người họ không? Diêm Vương đi xong nước cờ mới chậm rãi đáp, có. Ngọc Hoàng thở dài. Diêm Vương tiếp, ta biết huynh cũng vì muốn tốt cho thập nhị công chúa và cháu trai ta. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy mà huynh không lập lời huyền. Tam kiếp đọa đày, chia ly ấy thì chúng đã sớm hồn tan phách lạc rồi. Ngọc Hoàng nói, cũng chỉ có để hiểu ta thôi, nhưng thật không ngờ tình cảm chúng dành cho nhau lại sâu đậm tới vậy. 3 kiếp luân hồi chúng đều tìm được nhau trong mênh mông biển người, mặc dù kết thúc đẫm nước mắt, nhưng cuối cùng cũng đã giải được lời nguyền rồi. Diêm Vương cười ha ha, đúng vậy, đệ thấy thật mừng trai đôi trẻ. Kiếp sau, nếu chúng vẫn tìm thấy nhau thì kiếp luân hồi kia, sinh, lão, bệnh, tử, quy luật của thế gian, trăm năm một kiếp người. Mỗi giây, mỗi phút, cứ một người chết đi là lại có một người sinh ra trên đời. Trăm năm qua đi, chàng và nàng lại hoàn kiếp người. Cô bé, cậu bé cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện. Cô bé sống nội tâm, ít nói, luôn ra mình trong khung trời riêng biệt. Cậu bé tính tỉnh hoạt bát, cởi mở, hòa đồng. Cậu bé hơn cô bé 3 tuổi, cậu là một người duy nhất mà cô bé coi là bạn. Thời gian trôi đi, hai đứa trẻ lớn lên cùng bao kỷ niệm bên nhau thời niên thiếu. Cô bé 18 tuổi thi đỗ vào một trường đại học khá nổi tiếng. Cậu bé 21 tuổi đã là một nam ca sĩ nổi tiếng với giọng hát đặc biệt, cùng ngoại hình đẹp trai, nụ cười tỏa nắng. Đa phần fan hâm mộ của cậu là các nữ sinh. Có nhiều cô gái đã dũng cảm công khai tỏ tình với cậu nhưng đều bị từ chối. bởi trong lòng cậu chỉ có cô bé. Đúng sinh nhật lần thứ 18 của cô bé, hắn tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật rất lãng mạn với đông đảo bạn bè của hắn và cô. Khi bữa tiệc đến hồi cao trào, hắn tặng cô một bó hoa hồng với 999 bông kèm theo lời tỏ tình lãng mạn. Cô bất ngờ, cô cũng thích hắn, nhưng cô sợ khoảng cách giữa cô và hắn ở hiện tại. Hắn như vì sao sáng nhất trên bầu trời, còn cô thì chỉ là một bông hoa đồng nội nhỏ bé. Cô muốn hắn cho cô thời gian suy nghĩ. Hắn gật đầu đồng ý. Anh sẽ đợi em. Ngày mà cô định nói về hắn lời đồng ý làm người yêu của hắn, thì cô nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của hắn. Em không cần phải suy nghĩ nữa, anh mệt rồi, anh đã có một người khác để yêu thương. Em hãy tìm cho mình hạnh phúc thật sự của em đi nhé. Đất trời như sụp đổ, cô thấy mất niềm tin vào cuộc đời. Cô buông xuôi tất cả, cô muốn đi đến một nơi khác nơi mà cô sẽ không nghe, không nhìn thấy những tin tức về hắn nữa. Trước khi rời đi, cô đã về cô nhi viện nơi in dấu ba kỷ niệm, cô gửi lại cho hắn một bức thư rồi cô rời đi với trái tim đau đớn. Hắn tìm đến ký túc xá nơi cô ở, nhận được tin cô đã xin bảo lưu kết quả và đi đâu không rõ. Hắn kinh ngạc. Hắn gọi điện cho cô thì số điện thoại đã bị khóa. Hắn chạy đi khắp nơi tìm cô đều không thấy, hắn nhờ những mối quan hệ của mình để mở rộng tìm cô cũng không có kết quả. Buồn bã, hắn bỏ bê công việc. Hắn cứ đi như người vô hồn. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đã đi đến trước cổng cô nhi viện khi xưa. Hắn nhận được bức thư của cô gửi lại cho hắn. Anh à, chúc mừng anh đã tìm được người mà anh thật sự yêu thương, chúc anh mãi hạnh phúc bên người đó. Em thấy sống ở đây ngột ngạt quá, em sẽ đi xa một thời gian, khi nào ổn định em sẽ liên lạc với anh sau. Em sẽ tự biết chăm sóc tốt cho bản thân, anh không phải lo lắng đâu. Em gái của anh. Cầm bức thư trên tay, mắt hắn nhòa đi theo từng dòng chữ. Tại sao lại như vậy? Hắn không hiểu gì hết. Nước mắt đàn ông đâu dễ rơi, chỉ khi quá đau đớn, quá tuyệt vọng nó mới lan dài. Nhưng khi không còn nước mắt để khóc nữa thì đó mới chính là đỉnh điểm của nỗi đau. Từ ngày đọc được bức thư ấy, hắn như một cái xác không hồn, chả thiết tha gì cả. Bỏ bê công việc, hắn đắm chìm trong men rượu, trong những bữa tiệc thâu đêm. Sự nghiệp tuột dốc không phanh, nợ nần, phá sản. Nữ quản lý của hắn tên Mộc Kỳ, một cô gái sắc sảo xinh đẹp, gia đình giàu có, hơn hắn 2 tuổi, chịu lòng quản lý cho hắn, bởi cô ta yêu hắn, mê giọng hát của hắn. Chứng kiến cảnh hắn tự đày đọa bản thân, Mộc Kỳ đau lòng lắm. Sau nhiều đêm dằn vặt suy nghĩ, cuối cùng Mộc Kỳ tìm hắn, buộc hắn phải tỉnh táo lại rồi thú nhận với hắn một sự thật. Về việc lợi dụng khi hắn không để ý, đã lấy điện thoại của hắn để nhắn cho cô một tin nhắn với nội dung là hắn đã yêu người khác. Biết được sự thật, hắn vừa đau, vừa hận lại vừa vui. Đau bởi nghĩ đến nội dung bức thư cô để lại, đau bởi nghĩ đến sự tổn thương mà cô đã phải chịu, hận hành động của Mộc Kỳ, vui vì hắn biết trong lòng cô cũng có hắn, cũng yêu hắn. Hắn bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Và rồi hắn nhớ ra cô đã từng nói nếu có cơ hội cô sẽ đến tỉnh S, một nơi phong cảnh hữu tình. Cô mê mệt cảnh sát ấy, con người nơi ấy. Như một người khát nước giữa sa mạc, may mắn tìm ra nguồn nước ngọt ngào. Ngay trong đêm hôm đó, hắn đặt vé máy bay tới tỉnh S. Đặt chân tới tỉnh S này đã hơn 5 năm rồi, hắn vẫn chưa tìm được cô. Hắn mở một cửa hàng bán hoa ở nơi đây. Cửa hàng hoa của hắn chỉ bán duy nhất một loài hoa, hoa bách tử màu xanh lam, loại hoa mà cô vốn rất yêu quý. Cô nói loại hoa bách tử tượng trưng cho tình yêu chung thủy, bất diệt, còn màu xanh lam là màu mà cô thích nhất. Hắn đã dùng gần 2 năm để lai tạo ra loại hoa này, chỉ vì muốn thêm một cơ hội có thể tìm thấy cô. Việc làm ăn của cửa hàng rất tốt. Một buổi chiều nọ, hắn đang cặm cụi bó hoa. Bỗng một giọng nói mà bao năm nay trong cả giấc mơ hắn cũng mong được nghe thấy dù chỉ một lần. Ông chủ, cho tôi một bó hoa bất tử. Hắn như hóa đá, từ từ quay lưng lại. Bó hoa trên tay hắn rơi xuống nền nhà. Anh, em... Im lặng. Cô lên tiếng trước. Anh đến đây từ 3 giờ. Hắn vẫn chưa kịp định thần. Em còn có việc, em đi trước đây. Nói rồi cô quay người định bước đi. Hắn từ phía sau lao đến ôm chặt lấy cô. Em đừng đi, cho anh cơ hội giải thích mọi chuyện, được không? Giải thích chuyện gì? Chúng ta có gì hiểu lầm sao? Nước mắt cô trực trào ra khỏi khóe mắt. Tin nhắn ấy không phải do anh gửi, mà là anh giải thích mọi chuyện cho cô nghe. Nghe xong cô đã khóc. Cô khóc vì hạnh phúc. 5 năm rồi, cô cắn răng nuôi nước mắt vào tim. Hắn ôm cô vào lòng, vỗ về cô. Họ ngồi bên nhau trong một góc tiệm hoa. Cô dựa vào bờ vai vững chắc của hắn. Cô kể cho hắn nghe những chuyện mà cô đã trải qua trong quãng thời gian xa cách. Cô hiện làm giáo viên mỹ thuật kiêm ngữ văn trong một trẻ mồ côi. Cô muốn mang kiến thức, mang tình yêu của mình để bù đắp cho những đứa trẻ sớm thiếu thốn tình cảm gia đình. Cuộc sống bình dị vậy thôi nhưng rất thoải mái. Hắn cũng kể cô nghe về chuyện của hắn. Sau cơn giông bão, trời quang mây tạnh, tình yêu của hai người trải qua bao thử thách, cuối cùng đã có một cái kết viên mãn bằng một đám cưới lãng mạn, ngập tràn trong sắc xanh lam nhẹ nhàng của hoa bất tử. Hơn 1 năm sau. Anh ơi, em hình như sắp sinh rồi, em đau quá, nhanh đưa em vào viện. Đây rồi, để anh bế em lên xe. Chúc mừng anh lên trước ba nhé. 1 trai 1 gái, mẹ tròn con vuông. Bên ngoài khung cửa, trời hửng nắng, gió thổi nhẹ nhẹ. Trải qua bao sóng gió, cuối cùng họ đã được ở bên nhau bình yên, hạnh phúc, đủ đầy. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách nhấn phím like và chia sẻ cảm giác sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây, Bảo Linh xin gửi tới các bạn thêm một câu chuyện nữa có tên Tạm biệt em nhé, tình yêu của tôi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Tạm biệt em nhé, quá khứ của anh. Nắng cà phê. Tôi ngồi nhấp chút cà phê đen cho ngày mới. Ngồi lặng nhìn được phố đông người. Đầu đó chút lạnh lạnh nơi sống mũi, buốt buốt nơi bàn tay. Cây bàng khẳng khiu trước cơn gió lạnh lùng, vô cảm. Bất giác, một hình ảnh lướt nhẹ qua tâm trí tôi. Là em, mối tình đầu của tôi. Khi còn là một cậu nhóc cấp 3, tôi yêu em ngay cái nhìn đầu tiên. Em xinh xắn, nhẹ nhàng và duyên dáng. Một nét đẹp ấm áp và thanh khiết. Mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy em, được thấy nụ cười của nắng, thấy em học hành cẩn thận, thấy em vui đùa là tôi như vứt bỏ hết những nỗi buồn, khó khăn của cuộc sống. Tôi theo em, cứ theo em âm thầm như thế. Tôi không dám làm quen với em, đơn giản vì tôi không có gì nổi bật. Tôi muốn im lặng và làm những điều tốt nhất cho người tôi yêu mà thôi. Nhưng có lẽ tình hiếu kỳ và mong muốn của một thằng nhóc quá lớn. Tôi xin được số điện thoại của em. Một mình trong phòng, tôi ngắm nhìn dãy số trên màn hình điện thoại. Tim đập thình thịch. Bé yêu, đành liều tôi gửi cho em một tin nhắn. Chào bạn, mình làm quen nhé. Không được, nhạt thách. Mình học cùng trường với bạn, làm quen nhé. Cũng xích rồi ý. Một thiên thần trong tim tớ, làm quen nhé. Chán om. Hai, thật ra thì làm quen khó quá. Tôi cứ đi rồi lại ngồi. Làm sao để làm quen đây? Hình ảnh cô bé ấy cứ hiện hiện trong tâm trí tôi. Cơn gió đùa nghịch với tán lá trên cành cây trước hiên. Lá đung đưa như cười trêu tôi. Nắng nhẹ nhàng len lỏi, mang tới cái ấm áp của mùa thu. Góc hành lang là chậu xương rồng tôi trồng. Nó cũng đang kiêu hãnh với nụ hoa bé nhỏ của mình. Tất cả đều đẹp và cứng cỏi. Tại sao tôi lại không? Nghĩ rồi lại nghĩ. Tôi băn khoăn nhưng rồi tôi thấy. Đã đầm lao thì phải theo lao. Tắc lưỡi thì cố lên nào. Tin nhắn gửi đi. Tôi nóng ruột, chốc chốc lại ngó nhìn chiếc điện thoại. Bạn ý sẽ trả lời mà. Thằng điên, cái loại như mày thì ai thèm để ý. Ai bảo bạn ý thân thiện mà. Tỉnh lại đi, chả đứa nào điên vậy đâu. Chuông tin nhắn đến. Tôi vớ lấy cái điện thoại, run rẩy đến nỗi đánh rơi xuống đất. Mắt không rời màn hình, nín thở chờ đợi. Chào cậu, rất vui được làm quen. Đó là ngày đầu tiên. Mỗi ngày khi thức dậy, tôi lại gửi những yêu thương của tôi cho cô bé. Mỗi ngày một chút thôi. Tôi thấy mình không chỉ thích cô bé chỉ vì những gì tôi nhìn thấy nữa. Tôi yêu cô bé ấy bằng cả trái tim mình, yêu thật sự. Chỉ cần nhận được tin nhắn trả lời lại là đủ tôi vui âm ỉ rồi. Hộp thư tin nhắn cứ đầy, tôi lần nữa không muốn xóa. Tôi tiếc nuối nó, rồi đành phải xóa những tin nhắn không quan trọng lắm. Thỉnh thoảng ngồi đọc lại, tôi lại cười, nụ cười hạnh phúc. Đôi khi nằm mơ mộng, tôi thầm mong ước về một ngôi nhà, có tôi, có cô bé ấy. Chỉ cần vậy là đủ rồi. Mùa đông rồi lại xuân, hạ tới và thu qua. Cứ vậy chúng tôi bên nhau, yêu thương qua những tin nhắn nhưng chưa một lần gặp mặt, chỉ nhìn nhau qua những tấm ảnh. Tôi muốn lắm, muốn gặp cô bé để cô ấy có thể thấy tôi là một thằng con trai mạnh mẽ, có bờ vai đủ vững để làm chỗ dựa cho em, một bàn tay chắc chắn để ôm chặt và bảo vệ cho em, một trái tim ấm áp để em có thể trốn trong đó mà không sợ lạnh. Nhưng có những khi đời đã trêu đùa tôi. Em biến mất, không để lại liên lạc. Tôi tìm em khắp nơi mà không thấy. Tại sao lại thế? Em đã đi đâu thế? Tại sao em không nói gì với tôi? Tại sao em cứ để mặc tình cảm của tôi như thế? Tại sao em không hiểu cho lòng tôi? Làm ơn đừng ra đi trong im lặng, nhưng nào tôi còn có cơ hội để nói. Em đi rồi, xa tôi rồi, hụt hẫng và buồn. Tôi cất em ở một nơi sâu thẳm trong trái tim mình, chỉ mình em mà thôi. Thời gian cũng qua đi không đợi ai. Điều gì là hoài niệm thì cũng vẫn là hoài niệm, vẫn mãi ở nơi đó, vẫn trong đó thôi. Tôi quen cô như một điều hiển nhiên. Ở cô có cái gì đó thân thiện, gần gũi lạ thường mà tôi không định nghĩa được. Tôi cảm giác có thể tin tưởng và chia sẻ với cô mọi điều trong cuộc sống của mình, thoải mái và bình yên. Cô như người mẹ thứ hai của tôi, như những người bạn, cô kể cho tôi nghe về cuộc sống của cô, về những gì cô có, về kinh nghiệm đường đời, về người con nuôi của cô. Cô khen về con gái mình lắm. Theo tưởng tượng của cô, đó là một cô gái rất xinh, ngoan hiền, dịu dàng. Cô sẽ giới thiệu nó cho tôi. Tôi cười lảng tránh điều đó bởi trong tôi vẫn có em. Hôm nay, ngày nghỉ, tôi còn nướng khét lẹt trên chiếc giường của mình thì nhận được điện thoại của cô. Có ăn bánh trôi không? Con có. Tôi bật dậy. Bánh trôi cô làm ngon lắm, nhưng phải có điều gì đặc biệt cô mới làm. Qua nhà cô đi. Tôi cảm nhận được nụ cười của cô. Cô trúng lô à? Tôi bước xuống khỏi giường, vươn vai đón chào cái nắng hiếm hoi trong mùa đông lạnh buốt. Thằng khỉ, sang luôn đi nhé. Vâng, con sang bây giờ. Tôi tắt máy, ra phía hành lang. Chậu xương rồng vẫn mạnh mẽ như bản chất của nó. Trên cánh của nó đọng lại giọt sương long lanh. Một chút gì đó, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, nhắm mắt và đón nhận cảm xúc mới trong mình. Hạnh phúc quá nhỉ, tôi ơi. Tôi trong trang phục quần jean áo phông tới nhà cô. Ngôi nhà nhỏ bé nằm dưới tán hoa giấy tím nhẹ nhàng thơ mộng. Trong nhà có tiếng cười đùa vui vẻ. Sao tôi cảm giác giống đi đến nhà của ai đó vậy? Hơi run, bước vào căn nhà ấy, dù đó là nơi quá thân thuộc với tôi rồi. Con chào cô. Tôi cười chào cô. Thằng khỉ, đến muộn thế. Cô ngẩng đầu nhìn tôi. Nhưng tôi ngạc nhiên không nói một lời nào. Đúng là trái đất thật là tròn. Người con gái ấy quay lại nhìn tôi, và tôi cũng chỉ có thể được như vậy thôi sao? Người mà đã làm tôi đã mong gặp bao tháng ngày, người mà đã làm tôi tìm kiếm bao lâu, người mà tôi thầm thương, nhắm mắt vào là thấy đang ở trước mặt tôi. Này, hai đứa quen nhau à? Cô ngạc nhiên nhìn cả hai đứa. Em bối rối, lảng tránh ánh mắt tôi. Im lặng không trả lời cô, tôi cứng đờ, không hé nổi một lời với cô. Cô cười mỉm, đắc thắng. Thôi, đi ra chơi với con Toti đi. Như con robot bị giật cót, tôi bước ra khỏi phòng. Trong tôi là một niềm vui khó tả. Em đã xuất hiện trước mặt tôi như thế. Em đã trở lại, đã quay về. Thật sự là tôi không mong gì hơn cả. Trái tim tôi đập lệch nhịp. Còn Tito cứ nhìn tôi rồi lại đưa ra cái mõm ươn ướt của nó, dụi dụi vào chân tôi như chia sẻ với tôi niềm vui này. Từ sau ngày gặp gỡ ấy, chúng tôi thường xuyên cùng nhau đi ăn bánh bột lọc, ăn chè, đi siêu thị, mua sắm đồ đạc. Tôi thường ngồi ngắm em ăn bánh, nhìn em ăn rất ngon miệng và bình yên. Nhìn là tôi cảm giác quá đủ, không còn cần gì hơn nữa. Tôi thường đẩy xe theo em mỗi khi đi siêu thị, nhìn cách em chọn đồ giống như một gia đình thật sự. Niềm mong muốn về một gia đình với em vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi luôn xách đồ giùm em khi về nhà. Tôi không muốn những túi đồ nặng đó sẽ làm đau tay em, bởi trong suy nghĩ của tôi có một điều tôi tâm niệm. Với người con gái, đôi bàn tay mềm mại, hồng hào là đôi bàn tay của người con gái hạnh phúc. Tôi muốn mang lại hạnh phúc cho em, dù chỉ là một chút mà thôi. Mỗi ngày, tôi lại quan tâm em, chăm sóc cho em, dù chỉ là qua những tin nhắn. Tình yêu ấy lại quay lại trong tôi. Tôi cười nhiều hơn, mạnh mẽ và sống vì tình cảm ấy. Tôi chăm chỉ học hơn vì tôi muốn mình có đủ điều kiện để lo cho cuộc sống của em. Mỗi bước đi, mỗi con đường tôi qua đều có hình bóng của em. Muốn giữ em bên mình, muốn nói với em tình cảm trong con tim tôi, muốn mình không được hối hận nữa, tôi quyết định tỏ tình với em. Lần này tôi không còn là cậu nhóc ngày trước nữa, tôi tin tưởng vào tình cảm của mình. Em gửi lại cho tôi tin nhắn với những dòng chữ tôi không thể quên. Xin lỗi cậu, tớ đã có người yêu rồi, tớ không thể yêu cậu được. Tim tôi đau, đau nhiều lắm, nhưng tôi không khóc, cũng không buồn, cũng không van xin nài nỉ em. Bởi vì yêu một người là không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó, chỉ cần người đó được hạnh phúc mà thôi. Tôi không phải là người được em chọn, nhưng tôi sẽ yêu em theo cách của tôi sẽ bên em như một vệ sĩ thực sự. Tôi sẽ quan tâm và bảo vệ em, đơn giản vậy thôi, thế là đủ. Gió không tới, lá lặng im trong chiều mưa sét buốt, nhưng hình như lá hạnh phúc, lá xanh mướt và khẽ rủ mình theo những giọt mưa ấy, bỏ mặc cơn gió cô đơn và buồn bã. Mỗi ngày, chúng tôi vẫn quan tâm, vẫn dành tình cảm cho nhau, vẫn cùng nhau đi ăn uống, đi chơi, đi chụp ảnh với nhau. Cuộc sống vẫn cứ bình yên trôi như thế. Liệu hạnh phúc có bao giờ tới với một thằng khờ trong tình yêu như tôi không? Hình như là có, vào một ngày nào đấy. Tôi đang ngái ngủ, nhận được tin nhắn từ em. Cậu này, nếu giờ tôi muốn làm người yêu của cậu, có được không? Tôi giật mình, mở tròn mắt đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy. Không nhầm được, không lẫn được. Tôi cười, tôi muốn hét lên, muốn gào lên cho cả thế giới này biết rằng tôi đã có em, rằng tôi là thằng hạnh phúc nhất. Tôi gửi cho cô tin nhắn, báo tin, cô chúc mừng tôi, còn không quên một câu dọa nạt danh mãnh. Tôi gọi điện cho lũ nhí nhố, báo tin, chúng nó ngái ngủ, không quên một gợi ý trầu trè. Tôi gọi điện cho mấy đứa em gái, báo tin, chúng cười nham hiểm và không quên đe dọa sẽ bắt nạt chị dâu. Mặc kệ gì cũng được, miễn là tôi có em. Không để tôi hỏi, em kể cho tôi nghe về lý do em muốn yêu tôi. Người em yêu là một anh chàng đẹp trai, học giỏi, gia đình có điều kiện. Nhưng người ấy đã yêu không chỉ mình em và còn thêm vài người nữa. Em phát hiện ra điều ấy, đau lòng. Em không muốn yêu người đó nữa. Em muốn yêu người hiểu và chiều em, quan tâm em, là tôi. Tôi tha thứ hết, tôi chấp nhận hết, chỉ cần có em mà thôi. Em mỉm cười hạnh phúc, tựa vào vai tôi. Đó là quãng thời gian hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi không được ở gần em như ngày đầu cấp 3 nữa, chỉ được gặp nhau mỗi khi cuối tuần hoặc tới nhà cô chơi thôi. Có những lúc tôi nhớ em lắm, có những lúc tôi thèm được em ôm, có những lúc tôi mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả, nhưng chỉ cần gọi cho em, chỉ cần nghe giọng em thôi là tôi thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi mày mò làm nhiều thứ cho em, tặng em chiếc thiệp tự làm, vụng về nhưng đó là lần đầu tiên tôi tự làm quà tặng một người con gái. Tôi học nấu ăn, tôi chăm chỉ làm việc nhà. Chỉ đơn giản, tôi muốn giúp em trong cuộc sống sau này. Ngày tôi lên thăm em theo lời mời của mẹ, nhưng hôm ấy mẹ bận đột xuất nên chỉ có hai đứa ở nhà. Tôi cùng em đi chợ, mua đồ. Tay em khẽ khoác nhẹ lên tay tôi. Chỉ nhiều đó thôi mà sao tôi thấy tim mình ấm áp thế. Nhìn em lụi hụi nấu ăn, tôi thấy nhẹ nhàng lắm. Cảm giác của một gia đình lại xuất hiện. Tôi giúp em chuẩn bị thức ăn, giúp em gọt vỏ hoa quả, giúp em rửa rau. Vừa làm chúng tôi vừa trò chuyện. Phải, hạnh phúc đơn giản chỉ là thế thôi mà. Một ngày, khi đang ngồi làm bài tập về nhà, thì máy tôi rung báo tin nhắn, là em. Cậu ơi, tớ thèm ăn bánh bột lọc quá. Chẳng nghĩ gì cả, tôi vớ cái áo khoác, lao ra khỏi nhà, mua bánh bột lọc, lên xe khách và tới chỗ em. Trong đầu tôi chỉ nghĩ có em thôi, chỉ cần em vui thì dù thế nào tôi cũng sẽ làm. Em mở cửa, nhìn túi bánh bột lọc trên tay tôi, cười nụ cười của thiên thần. Nhìn em ăn ngon lành, tôi lại thấy hạnh phúc. Cậu là đồ ngốc. Phải, tôi ngốc mà, tôi ngốc nên mới yêu em như thế này, tôi ngốc nên tôi chấp nhận tất cả. Từ ngày ấy, em gọi tôi là ngốc của mình em. Sinh nhật em, tôi lục tung cái thành phố nhỏ bé này để tìm món đồ thích hợp cho em. Cái gì tôi cũng thấy không vừa ý với em, không vừa ý với sự thuần khiết, trong sáng, không vừa ý với nét đẹp thiên thần ấy. Nhưng có một thứ đã thực sự thuyết phục tôi. Một đôi gấu vợ chồng. Tôi muốn đi cùng em đến tận cùng con đường hạnh phúc. Nắm tay em thật chặt. Tôi muốn làm chú rể và cô dâu là em. Quyết định lấy tiền tiết kiệm để mua cho em, tặng em thay lời yêu của tôi. Em vui mừng nhận món quà ấy từ tôi. Tim tôi đập lệch một nhịp khi thấy nụ cười và câu nói ấy. Cảm ơn anh. Nhiều khi tôi thấy cuộc sống thật đơn giản, bình yên. Dù có chuyện gì thì chỉ cần thế là đủ rồi mà. Cây sương rồng lại nở thêm nụ hoa nữa, hoa bé nhỏ và đỏ thắm. Đẹp thật, tán cây trước cửa khẽ lung lay. Gió ạ, có thể cô ấy không yêu ta nhiều như tao yêu cô ấy, nhưng tao sẽ yêu luôn cả phần của cô ấy cũng được mà. Chỉ cần cô ấy ở bên tao thôi. Có thể tao khờ, nhưng trách sao được hả mày? Tình cảm mà, lý trí của tao không thể chỉ đạo trái tim tao được. Tôi khẽ thì thầm trước gió. Có lẽ đời luôn có nghịch lý, một lần nữa lại xảy ra với tôi. Còn kỳ thi quan trọng trước mắt, còn học hành phía trước, tôi lao vào ôn nhưng không quên quan tâm em, yêu thương em, chăm lo cho em. Gửi gió trao cho em những nụ hôn và thầm nguyện cầu em sẽ ngủ ngon. Nhưng gần đây tôi luôn có cảm giác bất an. Tôi luôn có cảm giác tình cảm em dành cho tôi nhạt dần, thừa dần những tin nhắn, thừa dần những cuộc điện thoại. Tôi làm sao thế? Tại sao tôi lại nghi ngờ em? Dặn lòng mình không nghĩ nữa, tôi lại chúi múi vào học. Linh cảm luôn cho tôi những điều tôi là sợ. Tôi không dám chấp nhận sự thật ấy dù chỉ một lần. Tôi luôn lảng tránh điều ấy. Em đang bận ôn thi, không thể trách em. Em đi học thêm nhiều. Nhiều lần về nhà, em hãy kể cho tôi nghe về người thầy giáo trẻ, rất nhiệt tình hướng dẫn em. Tôi lắng nghe câu chuyện của em, cười cùng em, nhưng không quên dặn em phải cẩn thận, phải biết giữ mình trước điều ấy. Em cười, xuề xoa, bảo tôi ngốc quá nên suy nghĩ linh tinh. Chắc tôi nghĩ nhiều thật. Một ngày, tôi tới nhà em chơi và lên phòng em. Căn phòng đẹp với cách bài trí của con gái. Đồ đạc hơi lung tung. Hai con gấu của tôi thì không còn trên bàn nữa. Một con ở dưới đất, một con ở trên giường. Nhặt con gấu chồng lên đặt cạnh con gấu vợ. Tôi hỏi em, sao lại để rơi vậy? À, bé bông mới sang quậy tí ấy mà. Em gượng gạo trả lời tôi. Ngày trước, em đặt hai con gấu cạnh nhau ở bàn học. Tôi không nói gì nữa, chỉ mơ hồ cảm nhận điều gì đó khó gọi tên. Cứ thế, những tin nhắn giảm dần, nhắn tin thì ít đi, gọi em không nghe máy nữa. Tôi lo lắng nhưng vẫn tin em, tin ở tình cảm nơi trái tim em. Tôi càng níu giữ, em càng xa tôi. Tôi buồn nhưng giấu kín nỗi buồn ấy. Nhiều tối, em nói với tôi em đi học, nhưng mặt em lại bảo tôi em đến nhà thầy để thầy kèm thêm cho em. Bao nhiêu viễn cảnh xấu hiện lên. Tôi lo cho em, tôi e sợ tất cả những điều xấu sẽ xảy ra với thiên thần của tôi. Nỗi sợ hãi ấy cứ bám theo tôi, cứ bám lấy tôi không rời. Valentine là ngày Tết, còn trẻ trường, cháu đích tôn, tôi không thể vắng mặt. Tôi tìm quà cho em, một chiếc gối trái tim mãi yêu em mềm mại và đơn giản. Là lời tôi muốn gửi tới em. Dù thế nào tôi cũng vẫn yêu em. Gói quà cẩn thận, tôi mang lên nhà cô, gửi cô mang tới cho em đúng vào ngày ấy, với hy vọng em sẽ vui và không lãng quên tình tôi. Tới ngày đó, tôi bận rộn với công việc gia đình cả ngày, nhưng chưa phút giây nào em ra khỏi tâm trí tôi cả. Cứ tí chút, tôi lại mở điện thoại xem có tin nhắn của em không, nhưng không có. Hụt hẫng nhưng vẫn bao che cho em, chắc em bận. Cuối ngày, lười biếng trong chiếc chăn ấm, tôi gửi lời chúc đến em không trả lời lại, tôi cứ chờ. 1 tiếng, 2 tiếng, không thấy em đâu. Tôi gọi, bàn nhà chờ quen thuộc mà không thấy em bắt máy. Em im lặng như thế. Sau 2 ngày, tôi nhận được tin nhắn từ em. Mình dừng lại đi cậu, thực sự tớ không yêu cậu, chưa bao giờ tớ yêu cậu cả. Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, quên tớ đi cậu nhé. Tôi sợ hãi gọi lại, nhưng kết quả vẫn chỉ là một con số không mà thôi. Em biến mất, tôi buồn bã và không hiểu nổi mình. Gọi điện cho cô cầu cứu, cô buồn nói với tôi. Hôm nào cháu qua nhà, cô nói chuyện cháu nghe. Hình như tất cả mọi người đều biết trước kết cục này, chỉ mình tôi khở dại, chỉ mình tôi chìm đắm trong men tình mà không biết điều đó. Tôi ghét chính bản thân mình. Tại sao tôi tồi tệ vậy? Tại sao tôi yếu kém vậy để không giữ được em? Tại sao lại để em đi như thế? Tại sao lại để em xa tôi? Làm ơn đừng đi, đừng bỏ tôi. Tôi điên dại, hành hạ bản thân, cắt tóc đến chọc lốc, không khác gì thằng Du Côn. Đẹp trai làm gì, em có còn bên tôi đâu. Bỏ bê học hành, tôi không thoát ra được. Tôi đi theo con đường ngày trước đi cùng em, nơi đâu cũng có em, cũng có hình bóng em. Tôi đưa tay với mà không tới, mà kệ cơn mưa rào ập tới, tôi vẫn đi. Mưa thì sao chứ, mưa vô tình và lạnh lùng, mưa ác độc và nhẫn tâm. Làm sao mưa có thể làm lá hạnh phúc được, tại sao lá không hiểu được điều đó cơ chứ? Tim tôi đau nhói, nước mắt tôi rơi trong im lặng. Tôi không trách em, nhưng tại sao cuộc sống lại trớ trêu đến thế? Tôi tìm gặp cô kể cho tôi nghe về cuộc tình giữa em và người thầy ấy. Cũng được một thời gian rồi. Cô động viên tôi, tự nhiên tôi bật khóc, khóc thật to như một đứa trẻ. Tôi sẽ để em đi với hạnh phúc của em. Tôi sẽ buông tay em, sẽ đứng nhìn em đi trên con đường ấy với một người khác. Tôi sẽ dành cho em lời chúc phúc thật lòng nhất của mình, sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của em nữa. Anh chờ em cho những gì đã mất, mà anh chưa có được bao giờ. Chờ vô vọng một tình yêu không có thật, nên suốt đời anh làm kẻ ngu ngơ. Tôi mỉm cười nhớ lại tháng ngày ấy, tất cả chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Chút cà phê đắng, tôi thấy tim mình ấm hơn rất nhiều rồi. Đúng, tôi không có quyền trách em đã làm tôi đau tới nhường nào, vì khi yêu một ai đó ta đã trao cho họ quyền được làm đau mình. Nhưng tôi trách bản thân mình đã không nhận ra rằng bên cạnh tôi vẫn luôn có những tình yêu nhỏ bé tồn tại. Từ ngày hôm nay, tôi sẽ cho em vào một ngăn của trái tim, khóa nó lại, vĩnh viễn không cho ai mở, để tôi có thể yêu thương và được yêu thương. Để có thể nói lời yêu thương từ tận đáy lòng mình và sẽ dang rộng tay để đón nhận cả thế giới của tôi, của riêng mình tôi thôi.